Chúng ta tiếp tục chương 4, lệnh gán tín hiệu đồng thời của ngôn ngữ VSDL. Chúng ta tiếp tục cái nội dung thứ tư, đó là lệnh gán tín hiệu có lựa chọn. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái mục thứ ba, chúng ta sẽ khảo sát một số các cái ví dụ thực hiện chi tiết. Ví dụ thứ nhất, chúng ta sẽ xem xét một cái đoạn chương trình theo sau. Chúng ta khai báo cái tín hiệu S2 bit và có một lệnh gán tín hiệu có lựa chọn duy nhất with S select. Khi S bằng 1 1 thì chúng ta sẽ gán X bằng A and với B. Khi S có giá trị là 0 1 hoặc 1 0 thì chúng ta sẽ gán X bằng A or B. Và khi S có những giá trị còn lại thì chúng ta gán X bằng 0. Và như vậy thì chúng ta đã phân tích xong hoạt động của lệnh gán tín hiệu có lựa chọn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xây dựng cái sơ đồ khái niệm cho cái lệnh gán này. Chúng ta sẽ dùng một cái mạch đa hợp 4 kênh 1 bit. Ngõ ra của cái mạch đa hợp chính là cái tín hiệu được gán là X. Tín hiệu để chọn cái mạch đa hợp này, tức là chọn kênh, chính là tín hiệu S2 bit. Và chúng ta sẽ có 4 cái trạng thái tương ứng với 4 kênh ngõ vào 00, 01, 10 và 11. Ngõ vào 00 chính là ngõ vào tương ứng với kênh thứ 0. Và bây giờ chúng ta sẽ đi gán các cái giá trị cho các ngõ vào. A AND với B chúng ta sẽ nối đến ngõ vào 11. Như vậy đây chính là ngõ vào 11, chúng ta lấy A AND với B. Ngõ vào 01 hoặc ngõ vào 10. Như vậy thì hai ngõ vào này chúng ta phải nối chung lại vì nó cùng chung một cái biểu thức giá trị là A or B. Chúng ta lấy A or B nối lại và nối đến hai cái kênh này. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn lại một kênh duy nhất là kênh ngõ vào 00 thì chúng ta nối với tín hiệu 0. Và nối với tín hiệu 0 tức là nối với tín hiệu mask. Và như vậy chúng ta đã xây dựng xong cái sơ đồ khái niệm cho cái lệnh này. Từ cái sơ đồ khái niệm này, chúng ta có thể chuyển về cái sơ đồ cấp độ cộng. Chúng ta thay thế cái mạch đa hợp 4 kênh 1 bit này bằng cái sơ đồ mà chúng ta đã khảo sát. Và chúng ta sẽ đi gán các cái giá trị cho các ngõ vào. Ngõ vào 00 chính là ngõ vào kênh thứ 0. Chúng ta sẽ nối với số 0, tức là nối với mask. Ngõ vào kênh I1 và kênh I2 chúng ta sẽ nối với cổng O. Và O đây chính là bằng A O với B. Và ngõ vào kênh I3 chính là ngõ vào 11 thì chúng ta sẽ nối với cổng AND. Và nó sẽ AND hai tín hiệu A với B lại với nhau. Như vậy thì chúng ta đã có được một cái sơ đồ cấp độ cộng chi tiết từ cái lệnh chúng ta mô tả. Chúng ta đã xây dựng cái sơ đồ khái niệm trung gian. Từ đó chúng ta chuyển về sơ đồ cấp độ cộng giống như chúng ta đã thực hiện trong cái lệnh gán tín hiệu có điều kiện. Như vậy thì ví dụ thứ nhất đã trình bày xong. Bây giờ chúng ta sang cái ví dụ thứ hai. Chúng ta xem xét cái bảng trạng thái và cái đoạn chương trình mô tả tương ứng cho cái bảng trạng thái này. Cái bảng trạng thái có hai tín hiệu ngõ vào là A, B. Nó sẽ hình thành nên 4 trạng thái. Và cái giá trị ngõ ra tương ứng với 4 trạng thái này là 0 và 3 số 1. Đây là đoạn chương trình mô tả. Chúng ta đã dùng một cái tín hiệu thêm 2 bit để ghép hai cái tín hiệu A và B lại thành một tín hiệu 2 bit duy nhất. Và khi đó nó sẽ được dùng để làm cái biểu thức lựa chọn cho cái lệnh gán có lựa chọn này. Khi giá trị thêm này mà bằng 0 0 thì Y sẽ được gán bằng 0. Khi thêm bằng 0 1 thì Y sẽ được gán bằng 1. 1 0 Y cũng được gán bằng 1. Và orders Y cũng được gán bằng 1. Chúng ta không quan tâm đến cái ý nghĩa của bảng trạng thái cũng như cái đoạn mô tả này. Cái chúng ta chỉ quan tâm là từ cái chương trình chúng ta viết bằng lệnh gán có lựa chọn này làm sao để chúng ta xây dựng cái mạch điện. Và bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái sơ đồ khái niệm cho cái lệnh này. Chúng ta dùng một cái mạch đa hợp 4 kênh 1 bit. Ngõ ra của mạch đa hợp chính là tín hiệu Y. Tín hiệu chọn kênh chính là tín hiệu thêm
và cũng chính là bằng A nối với B 2 bit để hình thành nên 4 trạng thái để mà chọn kênh. Và bây giờ chúng ta đi gán các giá trị cho các ngõ vào. Tương ứng với ngõ vào với kênh 00 thì ta gán giá trị là 0. Như vậy kênh này chúng ta nối với số 0. Ba kênh còn lại thì chúng ta nối với ba con số 1. Như vậy thì cái sơ đồ khái niệm cho cái ví dụ thứ hai này rất là đơn giản. Chính là một cái mạch đa hợp 4 kênh 1 bit. Không có cái thành phần nào khác. Và sơ đồ mạch điện của nó thì chúng ta đã biết rồi. Cho nên chúng ta chỉ vẽ sơ đồ khái niệm thôi, chứ không cần vẽ cái sơ đồ cấp độ cộng. Như vậy thì cái ví dụ thứ hai đã được trình bày xong. Bây giờ chúng ta sang cái ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba chúng ta sẽ xem xét một cái đoạn chương trình theo sau. Chúng ta khai báo các cái tín hiệu A, B và R, kiểu dữ liệu numeric, số không dấu và có thứ 8 bit, 7 đao từ 0. Tín hiệu S, 2 bit, 1 đao từ 0. Và có một lệnh gán tín hiệu có lựa chọn duy nhất. Với S select, khi S bằng 1, 1 thì chúng ta sẽ lấy A cộng với 1 gán cho tín hiệu R. Khi S bằng 1, 0 thì chúng ta lấy A trừ B trừ cho 1 gán cho R. Và others là những gì còn lại thì ta lấy A cộng B gán cho R. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xây dựng cái sơ đồ khái niệm cho cái lệnh này. Thì đây chính là sơ đồ khái niệm. Chúng ta sẽ sử dụng một cái mạch đa hợp 4 kênh 8 bit. Vì các cái tín hiệu ở đây, các biểu thức giá trị đều là 8 bit. Cho nên mình phải sử dụng một cái mạch đa hợp 4 kênh 8 bit. Tín hiệu ngõ ra chúng ta gán chính là tín hiệu chính, chính là tín hiệu R của cái lệnh gán. Tín hiệu lựa chọn kênh chính là cái biểu thức lựa chọn là S. Và S 2 bit thì có 4 cái trạng thái 00, 01, 10 và 11. Và bây giờ chúng ta đi thiết lập các cái giá trị cho các kênh ngõ vào. Ứng với ngõ vào kênh 11 thì chúng ta lấy A cộng 1. Như vậy A cộng với 1. Rồi gán cho ngõ ra S khi tín hiệu select là 11. Như vậy chúng ta đã kết nối xong cái biểu thức giá trị đến cái ngõ vào kênh 11. Kênh 10 thì chúng ta lấy A trừ B trừ tiếp cho 1 nối đến ngõ vào kênh 10. Như vậy khi S bằng 10 thì kênh 10 sẽ được gán cho ngõ ra R. Others là những gì còn lại. Như vậy có hai kênh còn lại là 00 và 01. Như vậy chúng ta nối chung lại với nhau. Và chúng ta nối đến biểu thức giá trị là A cộng B. Và như vậy khi S bằng 00 hoặc 01 thì biểu thức giá trị A cộng B sẽ nối đến ngõ ra. Như vậy chúng ta đã xây dựng xong cái sơ đồ khái niệm. Và chúng ta dừng lại ở đây. Chứ còn nếu chúng ta triển khai sang cái sơ đồ cộng, sơ đồ cấp độ cộng chi tiết, thì cái mạch điện này nó sẽ trở nên phức tạp. Vì các cái mạch cộng, mạch trừ này nó cũng rất là phức tạp. Cho nên chúng ta chỉ dừng lại ở sơ đồ cấp độ cộng. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn chuyển sang cấp độ cộng được, nhưng mà chúng ta không có trình bày mà thôi. Và như vậy thì cái phần 4.4.3 là đi khảo sát một số ví dụ thực hiện chi tiết từ các lệnh. Chúng ta đã chuyển sang sơ đồ khái niệm và chuyển sang sơ đồ cấp độ cộng đã thực hiện xong. Các bạn xem có cái gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm.